Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 12. Bài số 1 tính nhẩm 2 ra trừ 2 là bằng 0. 3 ra trừ 3 là bằng 0. 4 ra trừ 4 là bằng 0. 3 ra trừ 2 là còn 1. 4 ra trừ cho 3 là còn 1. 5 ra trừ 4 là còn 1. 4 ta trừ 2 là bằng 2. 5 ta trừ 3 là bằng 2. 6 trừ 4 là bằng 2. 5 trừ 2 là bằng 3. 6 trừ 3 là bằng 3. 5 trừ 5 là bằng 0. 6 trừ 2 là bằng 4. 6 trừ 6 là bằng 0. 6 trừ 5 là còn 1. Nói qua bài số 2. Viết số theo mẫu. Đây là kết quả là 1. 3 ta trừ 2 còn 1. 5 ta trừ cho bao nhiêu còn 1. 5 ta trừ cho 4. 6 ta trừ cho 5 là bằng 1. 2 ta trừ cho 1 là bằng 1. Bài này kết quả là 3. 6 ta trừ 3 là bằng 3. 4 ta trừ cho 1 là bằng 3. 5 ta trừ cho 2 là bằng 3. 3 ta trừ cho 0 là bằng 3. Bài số 3. Tô màu vào bông hoa, ghi phép tính có kết quả là bằng 5. Thì chúng ta xem kết quả nào bằng 5 thì chúng ta tô màu. 4 ta trừ cho 1 là 4 ta trừ cho 3 là còn 1, không phải. 5 ta trừ cho 3 còn 2, không phải. 6 ta trừ cho 4 còn 2, không phải. 2 ta trừ cho 0 là bằng 2, không phải. 3 ta trừ cho 1 là bằng 2, không phải. 4 ta trừ 4 là bằng 0, không phải. 6 là trừ 5 là bằng 1, không phải. 4 là trừ 2 là bằng 2. Ủa? Tô màu vào bông hoa, ghi phép tính có kết quả bằng 5. Vậy đâu có cái nào bằng 5 đâu. Rồi chúng ta xem này xem. Có kết quả bằng 5. Này không phải. Này 1, cái này 2. 2 cái này 2, này 2 cái này 0. Cái này là 6 trừ 5 còn 1, không phải. Và trong này không có phép tính nào bằng 5 hết. Chúng ta không tô. Được. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, viết phép tính thích hợp với mẫu tranh. Chúng ta thấy đây là có một số cái bông cải. Cây cải này thì bạn này là nhổ một cây. Giờ chúng ta đếm coi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ta trừ đi một cây đã nhổ lên. Vậy còn lại là 4 cây. 1, 2, 3, 4 cây. Còn bên này chúng ta có 1. Rồi. Chúng ta không có làm gì hết. Trừ cho 0. Như vậy nó cũng vẫn là còn 1. Bài số 5. Bên này chúng ta có bao nhiêu con sao đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con sao. 6 con sao, ngay chỗ này chúng ta sẽ có là rớt xuống 2 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta trừ cho 2. Vậy còn lại là 4 con. Rồi bài này chúng ta có là 4 con nè. Ta trừ đi 2 con rớt nè. Vậy còn lại là còn 2 con trên. Rồi tiếp theo, chúng ta có 2 con. Trên này chúng ta trừ cho 2 con rớt luôn. Vậy còn lại là 0 con trên cạnh. Chúng ta qua bài số 6. Điền số vào đây. Bây giờ chúng ta 4 ta cộng cho 2 là bằng 6, được không? Hoặc là 3 cộng 3. Hoặc là 5 ta cộng 1.
hoặc là 3 ta cộng 3. 6 ta trừ cho 2 là bằng 4. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.